Nè mọi người, mình đang đi trên đường đi về á. Đang thấy có một cái cái hoa luôn. Hoa này, hoa dạ nha mọi người. Đẹp ngất ngây luôn, diễn hè luôn. Mình đang ở trên núi. Dạo tới bên kia luôn. Xung quanh toàn là núi không nè mọi người. Nè mọi người, thì bây giờ mình đang đi ở trong một cái con đường này. Nó có một cái lối đi nè. Hai bên là hai cái dạng hoa vàng khè luôn. Đẹp ngất ngây luôn mọi người ơi. Nè mọi người thấy không? Vàng ơi là vàng luôn. Bây giờ đang là mùa xuân á, mùa hoa nở. Cho nên là đi vườn hoa chụp hình. Mẹ, chị hai với lại bé Út. Toàn là hoa không à. Ở ngoài kia là một cái đường người ta đang chạy xe để đi lên trên. Phía trên là cái hoa màu cam. Thì ở nhà mình đi. Chưa. Chưa. Thấy chưa. Mẹ đẹp chưa. Bầu trời đẹp luôn nè. Hoa không. Trên kia là núi. Bây giờ đã chụp được mấy bôi hình rồi mọi người. Bây giờ mình sẽ đi ra ngoài xe. Đừng có đụng mông này. Đây chị hai vẫn còn muốn chụp chung lại cái cây này. Có cái trái màu đỏ đỏ. Rất là đẹp. Nè mọi người. Không biết là cái trái gì nữa. Đẹp ghê. Cảm ơn mọi người đã xem hết cái video này. Thì bây giờ là Alice sẽ đi về. Thì mong mọi người sẽ đăng ký kênh của Ali và xem tiếp tục các cái video kế tiếp, xem Ali đi những đâu và có những cái cảnh gì đẹp ở Mỹ nha mọi người. Cảm ơn mọi người rất nhiều.